Từ đầu tuần trước, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai giải ngân gói hỗ trợ an sinh thứ hai dành cho người lao động bị thất nghiệp, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đến nay thì Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố đã chi trả cho gần 55.000 người lao động tự do, đạt khoảng 25%. Dù Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị 16, nhưng nhiều địa phương đã linh động bằng nhiều giải pháp chi trả kịp thời cho người dân. Khoản tiền hỗ trợ tuy không nhiều nhưng đã chia sẻ phần nào khó khăn trong đời sống của người lao động. Ông Hùng vốn làm nghề xe ôm truyền thống, kể từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát, lại thêm việc giãn cách xã hội theo nguyên tắc của chỉ thị 16. Cuộc sống đã khó, ngày càng thêm khó. Cũng may, ông Hùng là một trong số những người đầu tiên được nhận hỗ trợ của thành phố. Hôm nay nhận được cái phần quà của địa phương, ủy ban trợ cấp, thì tôi rất là xúc động, rất là phấn khởi. Vừa nghe cái đó mừng quá, mình có đồng tiền đi, mình đi chợ rồi á. Mình mua rồi trong lúc mà 15 ngày giãn cách này nè. Từng phường, xã lập danh sách, duyệt hồ sơ trong 3 ngày, niêm yết danh sách tại tổ dân phố để người dân giám sát việc thực hiện. Phường, xã trực tiếp duyệt và chịu trách nhiệm chi trả. Rút kinh nghiệm từ các đợt hỗ trợ trước, đợt dịch hỗ trợ này được thực hiện công khai, nhanh chóng, đúng người, đúng đối tượng. Thực hiện công tác chi trả tại khu phố, đồng thời cũng đến từng hộ dân để làm sao chuyển tải cái kinh phí đến cho hộ dân ngày càng sớm càng tốt. Không để sót đối tượng và không có để sai đối tượng. Do đó thì có thiếu thì chúng tôi sẽ có bổ sung nhanh chóng kịp thời đến những người dân. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, trong số 230.000 đối tượng lao động tự do được hưởng trợ cấp đợt này, có khoảng 10% là người bán vé số cả ở Thành phố Hồ Chí Minh và từ các tỉnh khác vào thành phố tạm trú. Quận 12, Củ Chi, Hóc Môn, Tân Bình, ở Tân Phú, Bình Tân, Bình Chánh và quận 7 là những huyện có số lao động tự do nhiều nhất. Thì bà con bị ảnh hưởng ở sinh sống ở đâu, thường trú ở đâu hoặc tạm trú ở đâu thì về tại đó đăng ký với khu phố, tổ dân phố. Sở cũng cho biết dự kiến đến ngày 25 tháng 7, thành phố sẽ hoàn tất việc hỗ trợ cho 230.000 người lao động tự do. Các đối tượng khác như lao động mất việc, ngừng việc dự kiến đầu tháng 8 sẽ chi xong. Trước ngày 15 tháng 8 sẽ chi xong gói hỗ trợ 886 tỷ đồng của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.